Trấn Thành gặp biến lớn, Quách Ngọc Hoa vỡ nợ và mối liên hệ khó ngờ, ai biết cũng ngã ngửa. Kết hôn với phi công trẻ, chuyện tình chị ơi anh yêu em trong showbiz Việt của những cặp đôi dưới đây lại có những kết cục khác nhau. Quách Ngọc Ngoan. Quách Ngọc Ngoan từng được ví như nam thần của màn ảnh Việt, anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thưa Oxin, Hiệp Sĩ Mù. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, đời sống riêng của Quách Ngọc Ngoan cũng tốn không ít giấy mực của báo chí khi trải qua hai cuộc hôn nhân và đều đứt gánh. Trước khi tuyên bố vỡ nợ vào ngày 10 tháng 4, Quách Ngọc Ngoan có mối tình ồn ào với nữ diễn viên Lê Phương. Thời điểm đó, nam diễn viên bị vợ cũ tố sống bạc bẽo, vô trách nhiệm, không quan tâm đến con, nợ nần, cờ bạc. Thêm Lê Phương, chồng cũng là người tham lam vật chất nên đã cọc kè với nữ doanh nhân hơn tuổi, từng nhiều lần mượn tiền cô nhưng không trả. Sau chia tay Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan đến với nữ đại gia Phượng Chanel hơn anh 9 tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2021, Phượng Chanel lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với nam diễn viên, cả hai có một đứa con chung. Cho đến mới đây nhất, Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ trước truyền thông khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Cụ thể, tới ngày 10 tháng 4 vừa qua, Quách Ngọc Ngoan xác nhận với truyền thông về thông tin đã vỡ nợ. Anh cho biết thời gian vừa qua anh gặp rất nhiều khó khăn, thời gian đầu còn có thể xoay sở với các khoản nợ, nhưng nay mọi thứ đã không thể gồng gánh thêm. Diễn viên này chia sẻ thêm, mặc dù tôi đang nợ, tôi e dè, nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung và làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến chủ nợ, người thân, bạn bè lẫn khán giả. Tôi biết mọi người cũng sốt ruột muốn lấy lại tiền và tôi cũng biết đó là tiền mồ hôi xương máu của mọi người. Bản thân tôi cũng muốn trả sớm cho các anh chị, tránh sự việc căng thẳng xảy ra. Tôi biết các anh chị cũng sốt ruột nhưng tôi xin các anh chị cho tôi thời gian để tôi tập trung. Tôi cố gắng làm việc và trả dần cho các anh chị. Diễn viên này nhắc lại. Trấn Thành, nam MC sinh năm 1987 được biết đến là người thành công trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Bởi vậy cuộc sống cá nhân của anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn cả. Chuyện tình cảm của Trấn Thành từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Bởi lẽ trước khi đến với nhau, MC Trấn Thành có tình yêu đẹp bên Mai Hồ, còn Harry Quan được khán giả biết đến khi mối tình 9 năm cùng Tiến Đạt. Từ khi kết hôn với Trấn Thành, Harry Quan được nhận xét là nhan sắc lên hương, được Trấn Thành chăm chút, phong cách thời trang của Harry Quan được đánh giá cao, cô lựa chọn áo quần trẻ trung hơn để không có sự chênh lệch về ngoại hình. Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2016, cả hai luôn nhận được lời khen ngợi về ngoại hình xứng đôi, cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Kết hôn nhiều năm, Trấn Thành vẫn thường xuyên bên vực vợ trước những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, luôn đứng ra bảo vệ vợ trước những thị phi không đáng có. Phan Hiển và Khánh Thi được biết đến là cặp đôi đũa lệch nổi tiếng trong showbiz Việt khi chen nhau đến tận một con giáp. Chính vì vậy, cả hai từng vấp phải ý kiến trái chiều khi công khai yêu nhau. Tuy nhiên, vượt qua những phản đối và định kiến, hiện tại cặp đôi đã có với nhau hai đứa con đáng yêu và Khánh Thi cũng đang mang thai đứa con thứ ba. Từ khi kết hôn, Phan Hiển Khánh Thi thường xuyên cập nhật hình ảnh hạnh phúc. Mặc dù lấy chồng ít tuổi, song Khánh Thi luôn được chồng cưng chiều như một em bé. Về Khánh Thi, cô thừa nhận cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại bên ông xã kém tuổi,